Kênh Động Vật xin được kính chào tất cả mọi người nha. Và hôm nay mình sẽ quay lại với đàn chó con mà mình quay mấy video trước đấy, lúc nó mới đẻ và lúc nó đang đẻ đấy. Thì là đến hôm nay là được 15 ngày thì là 5 con, thì đúng 15 ngày thì nó mở mắt nha. Thì hôm nay chó con bắt đầu mở mắt này. Đấy, 5 con 15 ngày. Người ta cứ tính là thường thường là 3 ngày một con. Đấy. Thì 15 ngày là 5 con thì là mở mắt tròn 15 ngày nhá mọi người. Đấy, mọi người nếu ai nuôi chó thì cứ để ý. Đấy, đàn chó con rất là đẹp. À, mọi người xem nhớ đừng quên ấn đăng ký kênh để chê là ủng hộ cho mình, có thêm động lực làm ra những video động vật nó hay hơn, thú vị hơn và có những khoảnh khắc tuyệt vời. Đấy. Và nhớ like video và để lại bình luận đóng góp ý kiến, mình rất mong mọi người ủng hộ mình. À, mình thì quay các thể loại con vật, sinh vật, động vật quanh ta. Đấy. Và đây là đàn chó con này mình, mấy video trước mình quay đấy. Nếu mọi người muốn xem video trước lúc nó đẻ, đang đẻ thì mình có trong video nhá. Mọi người nhớ truy cập vào trang cá nhân và kênh để xem. Đấy, loại vật nào, động vật nào mình cũng quay. Đấy. Và xin mời mọi người xem tiếp video nhá.
đàn chó con đang tranh nhau tìm mẹ đấy, và khi nào nó chuẩn bị biết ăn lấy biết ăn thì mình sẽ nấu cháo cho nó ăn, còn giờ nó vẫn bú. Và video của mình đến đây là kết thúc. Mình rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh và like video và để lại bình luận đóng ý kiến, và mình xin hẹn và mọi người vào những video tiếp theo của mình nhé. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và tạm biệt mọi người nha.